Top 3 Google TV của TCL với độ phân giải 4K, P735, P735 này, Q636 và C735 thì nó khác gì nhau? Dòng C và dòng Q thì mã nào hơn và dòng B có những tính năng như thế nào? Có bằng như Q636 và C735 hay không? Thì trong clip này em sẽ quay cập nhật để mọi người cùng xem. Ba chiếc TV 65 inch ngày hôm nay em quay là thế hệ Google TV mới nhất ở trên thị trường. Hiện tại thì những chiếc TV mà chạy hệ hoàn Android và là Google TV thì mới chỉ có TCL và gì? Và Sony là có cái chất lượng cũng như là cái giá thành nó ổn áp thôi. Nhưng giá rẻ và đảm bảo về chất lượng cũng như dịch vụ bảo hành sau bán khẳng định được cái vị trí ở trên thị trường. Tức là từ cái chất lượng của sản phẩm cho tới thái độ phục vụ cũng như là cái hỗ trợ khi mà TV có vấn đề gì bảo hành tại nhà ấy, thì TCL đã khẳng định được vị thế ở trên thị trường rồi. Và ngày hôm nay ba cái chiếc TV này thì có giá vô cùng tốt và em so sánh để mọi người cùng xem nhanh. Là Google TV thì nó sẽ khác những dòng Android TV cũ với giao diện các ứng dụng được bố trí tại màn hình trang chủ. Đấy, Google TV mọi người mở cái màn hình chính lên thì luôn sẽ có cái khái niệm Google TV ở góc màn hình luôn. Các ứng dụng được bố trí tại màn hình trang chủ, tab thứ hai là ba cái video mọi người đang xem dở ở trên YouTube. Còn danh mục các ứng dụng bên dưới là các ứng dụng mà mọi người có thể cài đặt. Các bác có thể xóa, có thể sắp xếp lại cái danh mục này. Đấy, thì ba chiếc TV này thì đều sẽ có cái giao diện giống nhau. Đấy, thì ba cái thằng này thì sẽ có giá lần lượt là 11.480 với 65 P735, 16.120 với 65 Q636 và 18.170 với 65 C735. Thì với ba cái mẫu này nó sẽ chênh nhau, thì ba thằng này có những cái khác biệt như thế nào? Thì đầu tiên ấy thì các bác sẽ hình dung là thiết kế bên ngoài thì cùng là tràn viền, nhưng chân đế của hai cái thằng P735 và Q636 thì nó có kiểu cách là giống nhau, cùng có chân trống tại vị trí hai đầu theo kiểu chữ V úp ngược. Nhưng C735 thì khác biệt hoàn toàn với chân trống tại vị trí trung tâm. Nó cũng sẽ giống như các dòng TV của Samsung. Thì những cái dòng TV có cái công nghệ cao hơn, phân khúc cao hơn thì nó sẽ có chân đế đặt tại chính giữa. Cái việc thiết kế chân đế chính giữa này sẽ phù hợp cho các bác nào mà có cái mặt kệ ngắn, nên là không cần phải quan tâm kệ ngắn hay dài, thì mua C735 thì cũng sẽ có thể giải quyết được vấn đề đặt kệ các bác nhé. Còn các bác treo tường thì là như nhau. Tuy nhiên thì giá 11.480 và 16.120 chênh nhau tới 6 triệu như vậy thì Q636 thì nó sẽ cao cấp hơn so với cả P735. Q636 cao cấp hơn thứ nhất là về công nghệ QLED này, tức là màn hình LED nhưng được tráng thêm một lớp quang tập đốt, hay gọi là công nghệ chấm lượng tử ạ. Thì độ sâu của màu đen thể hiện ở trên Q636 nó sẽ có cái vượt trội hơn so với cả thằng P735. Bây giờ em sẽ khởi động cái tính năng demo lên. Đấy, em bật nó lên khoảng 15 giây, các bác chờ một chút. Thì nó sẽ lên để các bác xem cái độ tương phản, độ sâu của màu đen đang thể hiện ở trên cái màn hình của thằng Q636 với cả P735. Cái công nghệ chấm lượng tử ở đây ấy, thì các bác khá là quen thuộc với những chiếc TV mà em quay review của Samsung rồi. Còn trên Sony thì hầu như nó đều là chấm lượng tử, bởi vì nó có cái công nghệ là gì, Chilomilus, nó tương tự như QLED của Samsung và TCL. Chút nữa nó lên demo thì các bác sẽ nhìn được. Thì cái độ tương phản đây, độ tương phản ở trên P735, các bác nhìn sâu hình, nhìn cái màu sắc ở trên viền của vách núi này, mặt nước trong cũng như bầu trời, so với cả trên Q636 này. Một lát nữa thì nó sẽ tiến hành là nó chạy cái demo lên. QLED Q636 còn thêm một cái tính năng vượt trội hơn so với cả P735, tức là cái hỗ trợ tần số quét 120Hz. Thì các bạn chờ một chút này. Đấy, đợi nó khởi động cái tính năng này. Thì cái hỗ trợ tần số quét 120Hz kết hợp với cả công nghệ chấm lượng tử, thì các bạn nhìn màu đen các cái gam màu trắng và tối ở trên Q636 nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả P735. Nên là về cơ bản ấy thì màn hình của P735 là độ phân giải 4K rồi,
nhưng cái độ tương phản, độ lỗi khối thì sẽ không được như Q636, không có hỗ trợ tần số quét 120Hz chống lag giật, chống lag hình, chống xé hình. Đấy, nên là các bác nhìn màu sắc này, màu sắc của hai thằng này, một thằng trong hơn, rực rỡ hơn, tươi hơn, lỗi khối hơn so với cả một cái màn của P735 nó bệt hình hơn. Nên là về cơ bản màu sắc hình ảnh nhá, thì sẽ phải so sánh Q636 với cả gì, với cả C735. C735 này thì là thế hệ TV QLED rồi. Con này thì cũng có công nghệ QLED chống lượng tử. Nhưng mà thằng này thì so với cả Q636 thì thằng nào hơn? Thì về cơ bản ấy, hai thằng đều có công nghệ chống lượng tử. Như trên Q636 và C735 thì nó sẽ không có thua kém gì nhau cả. C735 đắt hơn khoảng 2 triệu thì nó sẽ hơn một số tính năng như sau. Đầu tiên ấy, ở trên C735 thì có thiết kế tại vị trí trung tâm, chân đế chính giữa. Thứ hai ấy, là trên C735 còn có thêm cái tính năng hỗ trợ tần số quét 144Hz. Cái tính năng hỗ trợ tần số quét 144Hz này thì các bác sẽ thấy cái tác dụng của nó khi mà mọi người đồng bộ hoặc là các bác sử dụng những cái máy chơi game để cho cái khung hình nó chuyển động nhanh, nó không bị lag, không bị xé, không bị gãy hình. Đấy, còn độ sâu của một nền, độ tương phản và độ sáng ấy, thì Q636 và C735 là 19-10. Cái đặc điểm thứ hai khác biệt nữa trên C735 với giá 18-170 với cả Q636 16-120 thì trên cái thằng này ấy, trên thằng này còn có cái tính năng đó là Quick Setting. Đấy, Quick Setting ở đây đó chính là cái menu khởi động nhanh. Cái menu khởi động nhanh ở đây thì khi mà mọi người dùng ấy, thì trên P735 và Q636 nó sẽ không có cái Quick Setting này. Cái menu nhanh, khởi động nhanh này nó sẽ giúp cho cái quá trình mọi người trải nghiệm sử dụng nó đơn giản hơn. Chẳng như các bác muốn thay đổi nguồn tín hiệu nhá, các bác muốn xem một cái nguồn tín hiệu khác nhá, các bác muốn lựa chọn ứng dụng khác nhá, thì ở trên C735 nó sẽ có cái Quick Setting ở bên dưới màn hình này. Chỉ cần ấn cái đây, cái phím nguồn tín hiệu đầu vào, hoặc là mọi người muốn thay đổi, muốn cài đặt, muốn sửa, muốn chỉnh sửa, hay là các bác muốn truy cập nhanh vào phần mạng wifi, vào phần hiển thị âm thanh, vào phần hình ảnh nguồn đấy, thì mọi người sẽ sử dụng ở trên C735 dễ dàng hơn với cái Quick Setting này. Đấy, Quick Setting này. Còn hai thằng P735 và Q636 thì sẽ không có cái tính năng Quick Setting. Cái cao cấp hơn, ngoài cái tần số quét 144Hz và Quick Setting ra, thì trên C735 còn có thêm một cái tính năng nữa mà trên Q636 và P735 không có, đó chính là tính năng AirPlay. Tức là với AirPlay này thì mọi người muốn kết nối chỉnh chiếu nội dung từ điện thoại iPhone, từ iPad, từ MacBook lên trên màn của C735 thì mọi người sẽ chỉ cần chỉnh chiếu. Đấy, chỉnh chiếu và bắt chung một mạng wifi là mọi người có thể là chỉnh chiếu nội dung lên được. Còn trên hai thằng này, trên Q636 và P735 thì chưa có AirPlay. Đấy, cái AirPlay này là AirPlay là nó là cái thiết bị của Apple đấy ạ. Mọi người chỉnh chiếu nội dung lên thì trên P735 và Q636 mọi người phải dùng thêm một ứng dụng thứ ba thì mới có thể cài đặt được. Cái cài đặt này là cái cài đặt mà mọi người không biết cách tải, không biết cách setup ứng dụng ấy, thì cũng không thể chỉnh chiếu được. Thì cái việc mà lệch nhau tới 2 triệu, xấp xỉ 2 triệu giữa Q636 và C735. Đấy, mặc dù là Q và C nhá, cùng là màn chống lượng tử, cùng là QLED rồi, cùng là TV thông minh, cùng là Google TV, nhưng cái việc hơn về tần số quét 144Hz, hơn về Quick Setting và AirPlay thì là những cái cơ bản để mọi người sẽ thấy được cái giá trị. 144Hz ở đây nó sẽ khá là quan trọng với các bạn muốn sử dụng TV, dùng trong cái công việc là trải nghiệm game, sản xuất phim, video hình ảnh các thứ. Thì cái giá trị mà chênh lệch 2 triệu như vậy thì sẽ nó khá là đáng tiền với người mà muốn sử dụng TV đúng cái nhu cầu. TV tần số quét 120 nhưng mà chỉ là gì dùng trong những cái mục đích chính, chẳng như chơi game hay là sản xuất video, sản xuất phim. Đấy, còn đối với những bác nào mà đơn thuần là sử dụng TV để xem YouTube, sử dụng TV để nghe nhạc, âm thanh ấy, thì lựa chọn Q636 hơn P735 ở màn chống lượng tử và loa Onkyo.
Đấy, thì em đã có các clip review chi tiết những cái mẫu này rất là nhiều rồi. Đấy, thì các bác nào đã xem kênh thì có thể là nhận ra là đây là em so sánh lại để mọi người xem. Nhưng mà C735 nó mới về hàng nên là em sẽ so sánh lại để mọi người sẽ thấy được cái sự khác biệt của C735 đấy, so với cả Q636 và P735 đấy. Khác biệt nhá, chân đế chính giữa này hơn Q636 ở cái quick setting tần số quét 141Hz tích hợp AirPlay, và hơn con Q636 này nó sẽ hơn con P735 là màn QLED chấm lượng tử, công nghệ loa Onkyo và cái giải tương phản động nâng cao. Giải tương phản động nâng cao này là cái chuẩn Dolby Vision và HDR10+, nên là màu sắc và độ sáng ở trên Q636 nó sẽ vượt trội hơn P735. Đấy, thì so sánh rất là nhanh. Cảm ơn các bác. Các bác cần hỗ trợ tư vấn mua hàng thì điện về hotline của bên em hoặc là bình luận ở bên dưới video, em sẽ hỗ trợ mọi người. Cảm ơn mọi người.